Còn anh chị nhìn vào hình ảnh của bà này, bà phê kim cương, bà phê nhà lầu, bà phê xe hơi, anh chị sẽ nổi lên cái lòng tham. Ủa tại sao con người, ủa bà, sao bà làm cái gì mà bà giàu vậy? Vậy thì bây giờ mình phải làm cái gì đó cho nó giàu giàu lên. Còn chúng tôi nhìn vào hình ảnh của Thanh Minh. Dạ anh Lê Minh, dạ anh trai, dạ anh trai, cho em hỏi tiếng trai vui vẻ hân hỉ nha, đừng vội nha. Rồi mọi người comment bằng chữ đi, khi nào có hỏi số thì hãy đưa số nha. Rối ta, anh Lê Minh hỏi này em rối là ha, em thấy nó sai sai gì hết Lê Minh à. Em mọi người có cùng con nha, cùng con bắt đầu mình trò chuyện nha, vui vẻ không quạo nha anh trai, ở đây không có sân si nha anh ấy, em vui vẻ em nói chuyện với anh nha. Rồi bây giờ mình nhìn vào, rồi nói lại luôn đi anh ơi, anh nghe cái này em khó nhớ quá, nói lại luôn đi, nói lại. Còn anh chị nhìn vào hình ảnh của bà này, bà phê kim cương, bà phê nhà lầu, bà phê xe hơi, anh chị sẽ nổi lên cái lòng tham. Ủa tại sao con người, ủa bà, sao bà làm cái gì mà bà giàu vậy? Vậy thì bây giờ mình phải làm cái gì đó cho nó giàu giàu lên. Ủa vậy lần sau ta, cái khúc này khó nè, cái khúc này khó lắm mọi người. Không mấy bây giờ nè, đầu tiên nè, anh về nhà anh hỏi ba mẹ anh nè, anh Lê Minh, anh về nhà anh hỏi ba mẹ anh. Ba, hồi đó ba cho con đi học chi vậy? Để coi ba, ba anh cho anh đi học để làm chi? Nha, có phải rằng là ba anh thấy người ta ăn học tới nơi tới chốn, đi ra ngoài xã hội kiếm tiền, công ăn việc làm ổn định, có được nhà cửa xe ngon, xe nhà ngon xe sang, đúng không? Cuộc sống yên bình, yên bề gia thất, đúng không? Thì mới mong mỏi cho anh đi học, để anh có thể bằng người ta, để anh ra đời anh kiếm tiền. Anh không có thể, anh không có trở thở thành người giàu được thì ít gì anh cũng được người khá giả. Còn nếu anh không được người khá giả thì anh ít gì anh cũng là người có tiền và không lại là người ăn bám gia đình và không phải là người ăn bám xã hội hoặc không phải là người người tầng thấp của xã hội. Anh sẽ cố gắng đúng không? Thì mới ráng ăn học đúng không? Cha mẹ anh bán đất bán đai có thể cho đi học. Ví dụ như vậy đi. Là để mong anh có thể ra đời kiếm tiền, làm việc và kiếm tiền. Đúng không cô chú anh chị? Nếu như anh có dư tiền thì anh cống hiến cho xã hội. Đúng không cô chú anh chị? Vậy thì bây giờ nè, không cần phải nói chuyện sâu xa nữa. Coi như là anh đã nói câu này thì ba anh đã sai rồi. Ba mẹ của anh Lê Minh đã sai rồi, khi cho anh đi học là đã sai rồi. Vậy thì bây giờ đời cha đã sai rồi thì đời con phải khắc phục, đúng không? Vậy thì bây giờ nè, anh Lê Minh đừng cho con mình đi học nữa. Tại vì mục tiêu của việc đi học á, là để cho có kiến thức. Để ra đời, để làm việc, để kiếm tiền. Đúng không cô chú anh chị? Ai cho con đi ăn học cũng mong muốn con đi ra đời kiếm tiền và có công việc ổn định kiếm tiền. Và còn nếu như được cầu may và được mong ước thì họ cũng mong ước con họ làm ông này bà nọ, làm giám đốc này giám đốc nọ giám đốc kia. Còn nếu như mà không được lựa chọn thì ví dụ như có một công việc làm ăn ổn định thôi, có lương tháng thôi là mừng thấy mồ nội rồi, đúng không cô chú anh chị? Giống như cô ruột của con nè, đầu tư cả tiền tỷ cho đứa con đi học, chỉ mong muốn nó ra đường nó làm được cái công việc lương tháng 10-15 triệu thôi là mừng muốn hết nước mắt rồi, đúng không cô chú anh chị? À vậy thì bây giờ nè, vậy thì bây giờ từ đây trở về sau, mọi người tất cả cộng đồng mạng á, là phải nói rằng là, phải kêu anh Lê Minh rằng là, phải cho con anh ngu học, đúng không? Vậy thì bây giờ anh cho con anh đừng đi học vắng nữa, tại vì đi học mục tiêu là để kiếm tiền, đúng không? Vậy thì bây giờ cho con anh đi học cái học viện Phật giáo đi, đi học theo học viện Phật giáo đi, hoặc ở nhà đi tu luôn, đúng không? Ở nhà đi tu luôn. Chứ giờ mục tiêu ra đời đi học, cuối cùng đi học để mình có kiến thức, để mình kiếm tiền. Mà bây giờ anh Lê Minh anh nói như thế này rồi, bây giờ nếu như ở trên đời này có một cái hình ảnh mà ai nhìn vào, mà ví dụ đi, anh Lê Minh anh đang nói rằng là nhìn vào cô Nguyễn Phương Hằng làm cho con người nổi lòng tham lên. Ơ tại sao bà này bả giàu vậy? Ơ tại sao bà này lại bả có nhà giàu, có kim cương, có xe hơi, có biệt thự, làm cho con người nổi lòng tham hơn để tìm cách giàu được như bả. Thế thì con nói với cô chú anh chị nha, ngay và luôn, nếu như theo ý của anh Lê Minh nha, thì ngay và luôn phải tạc tượng hình của cô Nguyễn Phương Hằng để trong trước tất cả các trường học và tất cả các nơi làm việc. Để làm gì? Thứ nhất, học sinh nó nhìn vào hình của cô Hằng để nó nổi cái lòng tham lên, để nó trở thành một người giàu có thì nó phải siêng năng học tập, đúng không? Và dân giàu thì nước mới mạnh được anh Lê Minh nè. Và để trên tất cả các nơi làm việc, tượng của cô Nguyễn Phương Hằng phải để tất cả các nơi làm việc. Tại vì sao? Khi họ nhìn tới cái tượng của Hằng để họ nổi cái lòng tham lên, họ làm việc, họ phấn đấu nhiều hơn để họ có được nhiều tiền, để họ mua được kim cương như cô Hằng, để họ giàu như cô Hằng, đúng không? Trừ khi nào mà bây giờ anh quắn y vô, anh vác nồi cơm đi thì em không nói tới anh nữa, đúng không cô chú anh chị? Chứ còn bây giờ anh vẫn là đang là người đời, anh đang còn bán hàng online mà anh Lê Minh. Vậy thì anh bỏ giùm em cái tham đi, không ấy anh đừng có bán hàng online giùm em cái, đúng không? Không ấy bây giờ anh xóa trang mạng luôn đi, tại bây giờ anh hết tham rồi, anh hết tham sân si rồi,
Thứ nhất á, anh tham, chào chị Thi Cái Quan nha. Anh tham thì anh mới tham view, tham like. Anh tham có nhiều người ủng hộ anh. Anh đúng không? Đó là anh đang tham. Nên anh mới đem cô Hằng ra, một người anh không quen biết, không làm gì cuộc đời anh cả. Anh xuyên tạc, anh đánh phá, anh vu khống, hoặc là anh chửi rủa, hoặc là anh lôi tên ra anh nói. Cái đó là anh đang tham rồi. Vậy thì anh học được thầy, anh học được chỗ nào? Anh học được được thầy Minh Tuệ, anh học chỗ nào? Đúng không cô chú anh chị? Anh đang tham, anh còn sân si. Sân si ở đây á là khi họ xúc phạm mình kiên nhẫn, mình kìm nén, mình nhịn nhục được, mình kham nhẫn, mình bỏ qua được. Đó là mình bỏ cái sân của mình xuống. Bình thường vì mình si mê, si là mình ngu dốt á, mình ngu si á, là bằng cái trí tuệ vô minh của mình á, nên mình mới hay chấp vào những lời nói của họ. Khi họ đánh giá về mình thì bắt đầu mình mới khởi cái sân lên, mình nóng giận. Tại vì cũng vì lòng tham, tại vì cái tham lam của mình ở đây rằng là mình tham lam, mình muốn họ tôn trọng mình chứ không phải là mình muốn họ ghét mình. Mình tham cái đó, mình đã tham rồi thì cái sân nó mới được nổi lên. Cái sân nó nổi lên thì nó phải có cái si, tại vì mình ngu si mình mới mới nổi cái sân. Anh đang phạm cả sân si còn cả kiêu ngạo mạn nghi luôn á, anh bị hết luôn á anh Lê Minh à, đúng không? Đó là em đang nói là người ta nói tới mình nha. Còn đằng này cô Hằng chả nói gì tới anh, chả biết anh là ai. Anh tự luôn, anh tự thủ dâm não rồi anh tự nổi sân si lên luôn. Cô chú anh chị cho con lên 1.500 like đi, cô chú anh chị cho con lên 1.500 like đi rồi comment tiếp. Cô chú anh chị thấy đúng không, cho con xin số 6 đi, cho anh Lê Minh anh xem nè, thấy đúng không, cho con xin số 6 đi, đúng không anh Lê Minh? Em ở đây nha, mọi người thấy không, ở bên kia là khi mà nó lôi cô Hằng ra nó nhục mạ ghê lắm, còn riêng ở bên đây nè, gọi là fan của Hằng nè, người ta văn minh lịch sự, nói chuyện đàng hoàng, phải trái rõ ràng, không có lươn lẹo, không lắc liếm. Nếu như cô Hằng mà làm được cái chuyện mà nhìn vào cô Hằng mà giúp cho mình nổi lòng tham lên để mình cố gắng mình làm giàu, thì con nói với cô chú anh chị á là phải tạc tượng cô Hằng ngay, phải tạc tượng ngay, vì trên thế giới này không ai làm được điều đó. Cha mẹ đánh đập con cái, giận hờn con cái tới lui, la mắng tới lui, bắt nó học, ép nó học vô từng chữ một trong đầu, mà nó còn phải trốn học đi chơi, trốn học chơi game. Nó chả lo học hành gì cả, chả lo gì cho tương lai cả. Vậy mà bây giờ trên đời này lại xuất hiện một người phụ nữ, nhìn vào người phụ nữ này là con người lại nổi lòng tham lên muốn kiếm tiền và lại muốn làm giàu. Trời ơi, vậy thì từ nay trở về sau đừng nói là Bồ Tát nữa, còn hơn cả Bồ Tát sống. Cô Nguyễn Phương Hằng còn hơn cả Bồ Tát sống Lê Minh à. Người mà làm cho người khác nhìn vào để họ phấn đấu, họ làm giàu á, còn hơn cả Bồ Tát sống đó Lê Minh. Đúng không cô chú anh chị? Đúng cho số 6. Trời ơi, what the hell mày? Ai chửi mắng chị ta giả biết ta mau ai di đa bà giả đa giả đa địa giả tha ai di dị đô bà. Quá đỉnh luôn cô Hằng ơi, quá đỉnh luôn. Nhìn vô cô Hằng là nổi máu đi làm ăn. Thế thì cô Hằng là biểu tượng của sức mạnh, biểu tượng của sự giàu có, biểu tượng của năng lượng, biểu tượng của sự phồn vinh, biểu tượng của hạnh phúc, biểu tượng của sự dân giàu nước mạnh, đúng chưa? Đây là lời Lê Minh nói nha, con chỉ đang phiên dịch lại lời của Lê Minh thôi nha. Tiếp đây, tiếp đây, tiếp 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 lại khúc này xíu đi. Mọi người, đúng không ạ? Anh chị nhìn vào hình ảnh của thầy Thích Minh Tuệ, mọi người chắc chắn một điều, mọi người sẽ bỏ đi cái tham ít nhất một chút xíu nào đó. Rồi anh bỏ cái tham anh Lê Minh ơi. Thứ nhất là anh xóa kênh. Thứ hai là anh không bán hảo like nữa. Tại vì bây giờ anh còn làm kênh trang mạng là anh còn tham. Anh học thầy là bây giờ anh phải bỏ trang mạng. Tại vì anh tham view, tham like. Đúng không? Tham sự nổi tiếng, tham cái sự sân si. Đúng không? Anh tham được nhiều chuyện cũng gọi là tham. Đúng không? Anh tham nói, anh tham nói, anh tham nghe. Đúng không? Anh tham đánh giá. Đúng không? Anh bỏ hết đi anh Lê Minh nè. Anh học thầy anh phải bỏ hết. Bỏ hết, bỏ hết, bỏ hết. Đúng rồi chú anh chị. Hùng này nói sao quá đồ cùng cùng không hiểu con nói lời nói hùng đâu đâu. Tiếp tục. Còn anh chị nhìn vào hình ảnh của bà này, bà phê kim cương, bà phê nhà lầu, bà phê xe hơi, anh chị sẽ nổi lên cái lòng tham. Ủa tại sao con người, ủa bà, sao bà làm cái gì mà bà giàu vậy? Vậy thì bây giờ mình phải làm cái gì đó cho nó giàu giàu lên. Còn chúng tôi nhìn vào hình ảnh của Thích Minh Tuệ, chúng tôi cần cái sự thanh thản. Rồi. Cô chú anh chị nghe chưa?
Anh Lê Minh, ảnh nhìn vào hình ảnh của thầy Thích Minh Tuệ, ảnh cần cái sự thanh thản. Dạ, hôm nay là em chúc anh Lê Minh ra đi thanh thản. Dạ, cái từ thanh thản này là nó không dành cho cái con người ăn còn máu còn thịt. Dạ, anh Lê Minh, nhìn vào hình ảnh của thầy Minh Tuệ mà là cần cái sự thanh thản là thanh sao Lê Minh? À, là anh muốn mấy xấu anh da đen giác anh đi luôn hả anh Lê Minh? Vậy thì cô chú anh chị thấy không, con lập cái thumbnail không có vi phạm pháp luật đâu. Cái này là anh Lê Minh ảnh cần cái sự thanh thản, mà chỉ có những người ra đi thì họ mới thanh thản thôi, chứ còn người còn sống là họ không có thanh thản, đúng không chú anh chị? Ví dụ như họ nhẹ lòng, họ thoải mái, đúng không? Hoặc là gì ta, họ cảm thấy bình yên, đúng không chú anh chị? Chứ còn nhìn vào mà còn thấy cái sự thanh thản thì dạ em chúc anh Lê Minh ra đi thanh thản. Đây nè. Dạ xin cô chú anh chị một phút mặc niệm chúc anh Lê Minh ra đi thanh thản. Dạ anh ra đi thanh thản. Dạ anh ra đi thanh thản. Dạ anh Lê Minh ra đi thanh thản. Dạ em sợ anh rồi. Em sợ anh Lê Minh rồi. Nhưng mà anh thầy Minh Tệ mà giúp cho anh ra đi thanh thản thì em cũng ớn anh lắm rồi đó nha. Vậy thì thôi, chứ anh còn sống trên đời làm chi nữa anh Lê Minh. Anh muốn thanh thản bây giờ thì anh kết thúc cuộc đời mình đi là anh thanh thản, anh nhập niết bàn đi Lê Minh. Không phải anh nhập niết bàn luôn đi. Người ta nhìn vào một người để mình cố gắng, mình phấn đấu dâng dầu nước mạnh không chịu. Bây giờ mình nói sao bây giờ nhìn vào để ra đi thanh thản luôn. Dạ không ấy, anh nhập niết bàn luôn đi anh Lê Minh ơi, em nghĩ là anh hợp lý á. Tại vì anh không cần đồng tiền nữa. Anh đâu có cần tiền bạc, anh đâu cần sự tham lam kiếm tiền nữa. Anh nhập niết bàn giùm em đi anh Lê Minh. Nha, anh á mà từ nay trở về sau, anh mà bán hàng online là anh là đồ hèn, đồ nhục. Anh bán hàng online để anh kiếm tiền, để anh mưu sinh. Anh muốn là bây giờ anh có nhà rồi đúng không, có xe đúng không, ăn uống anh đâu sợ chết đói đâu đúng không anh Lê Minh? Thì bây giờ anh làm ăn chi nữa? Anh làm có phải rằng là anh muốn rằng cuộc sống của anh nó tốt hơn không? Ví dụ như anh nhiều tiền hơn, anh sẽ đổi xe ngon hơn. Anh nhiều tiền hơn nữa, anh sẽ đổi thêm cái nhà ngon hơn nữa, đúng không? Anh nhiều tiền hơn nữa, anh sẽ ăn mặc ngon hơn nữa. Vậy thì anh cũng đang tiến tới mong muốn được được như cô Hằng, mà tại vì anh không được. Tại vì trí tuệ anh không có, phước đức anh không đủ nhiều. Chứ không phải rằng anh không muốn, lòng tham của anh á, đó là vô đấy. Anh còn muốn hơn cả cô Hằng nữa, chứ đừng có nói rằng là anh nói là nhìn vào cô Hằng là khởi lòng tham lên là này kia. Anh đang cố gắng đúng không? Để anh tham được như vậy mà không được. Bây giờ anh nói rằng là anh nhìn vào thầy Minh Tuệ anh được thanh thản. Vậy thì anh nhập niết bàn đi. Đúng không chú anh chị? Dạ anh nhập niết bàn đi anh Lê Minh. Đúng không? Cái này là em không có nói nha anh Lê Minh, cái này là anh muốn thanh thản nha. Mà thanh thản thì cô chú anh chị biết rồi. Thanh thản là chỉ có ra đi nó mới thanh thản được thôi, chứ còn bình thường là không có thanh thản. Bình thường là người ta muốn hạnh phúc, người ta muốn bình yên, người ta muốn yên bình. À, đúng không? Chứ ai mà muốn thanh thản cái này chết luôn á cô chú anh chị, chết luôn á. Cuộc sống nhẹ nhàng. Đó là cái điều chúng tôi đang học ở thầy Thích Minh Tuệ đó. Còn học có ba là rối loạn. Em nghe anh em mới rối á anh Lê Minh à. Em nghe anh xong là em thanh thản. Em nghe anh nói anh muốn thanh thản em mới hơi rối á. Em rối lắm rồi đó. Đó anh nè. Không nhìn vào bà học được cái gì của bà? Học cái sự phê cũ của bà. Phê kim cương, phê xe hơi, phê nhà, phê cửa. Những cái đó là của bà. Bà có phê đi chăng nữa thì nó cũng không thuộc về chúng tôi. Hồi nãy anh mới nói rằng là anh muốn thanh thản. Anh rõ ràng cái khúc sau anh nói anh muốn thanh thản. Mà bây giờ anh không ủng hộ cô Hằng là bởi vì là tài sản của cô Hằng không thuộc về anh, nên anh mới không ủng hộ cô chú chị cho con lên 2.000 like đi. Đúng không? Rõ ràng bây giờ anh giấu đầu lại đuôi. Tôi nghi ngờ rằng là cái lời người ta đồn là có thật. Người ta đồn anh là hồi nhỏ anh móc túi. Tại vì anh hay nhìn vào túi tiền của người khác. Người ta đồn anh là hồi nhỏ anh móc túi. Cái này tôi không biết thiệt, tôi không dám khẳng định. Cái nào không dám khẳng định là không khẳng định. Nhưng mà dân mạng người ta đồn rằng lên là hồi nhỏ là anh bị bắt về cái tội móc túi, đúng không? Và nhảy tàu. Nhảy tàu là nhảy ga rồi mọi người, chứ là móc túi. Vậy thì bây giờ anh phải lên mạng anh trả lời thật. Anh chửi thẳng mặt tôi cũng được, không râu. Mày, tao trả lời thẳng với mặt mày rằng là tao không có móc túi, đó là lời vu khống. Ok, tại vì em chưa có nghe câu trả lời từ anh. Em nghe lời đồn rồi là anh là móc túi. Nhưng mà hồi đó người ta đồn em không có để ý. Nhưng bây giờ thì em bắt đầu để ý nè. Tại vì anh nhìn anh ủng hộ ai thì anh phải nhìn vào cái túi của họ. Đây. Còn nhìn vào bà học được cái gì của bà? Học cái sự phê cũ của bà. Phê kim cương, phê xe hơi, phê nhà, phê cửa. Những cái đó là của bà. Bà có phê đi chăng nữa thì nó cũng không thuộc về chúng tôi. Đó. Anh đi ủng hộ người ta mà chủ yếu anh ủng hộ phải được gì anh mới ủng hộ thì thôi thua rồi. Anh ủng hộ mà anh nhìn vào túi tiền của người ta thì thua rồi. Thế là anh đi ăn cướp chứ anh ủng hộ gì? Đó là cướp, cướp cạn, cướp ngày, chứ không phải là ủng hộ.
Con cướp đêm á là họ bịt mặt lại, họ không cho mình biết mình là ai. Bắt đầu ra họ chặn họ cướp, đó là cướp đêm. Còn cướp ngày á là cướp trắng trợn á, là ngày mặt á là ủng hộ yêu thương, nhưng trong lòng á là nhìn vào tài sản của người khác, đó là cướp ngày cướp cạn. Đó là ăn cướp. Giống như mấy cái người mà họ đang ủng hộ thầy đó, họ vái lại để họ giành giật, để họ chèn ép nhau, họ chửi nhau, họ muốn đánh nhau luôn. Họ nói rằng họ ủng hộ Phật sống mà họ đứng họ chen lấn, họ đòi đánh nhau luôn. Để làm gì? Để họ giành cái phước của thầy về, để họ thay đổi cuộc đời, để họ chữa bệnh. Cái đó đó, cướp ngày cướp đêm, là lộ cướp ngày cướp cạn đó. Họ đi ăn cướp cái phước đó của chân tu chân cộ đó đó, họ đi ăn cướp đó. Này là ăn cướp, cái này gọi là ăn cướp nha Lê Minh, chứ không phải là ủng hộ nha Lê Minh nha. Vậy mà hồi nãy anh nói rằng là nếu như anh học thầy để cho anh thanh thản. Vậy mà bây giờ thì lúc đầu á thì anh nói rằng là anh không ủng hộ cô Hằng là vì ủng hộ anh không được cái đồng tiền nào. Tại vì tài sản nó không thuộc về anh không ủng hộ. Có nghĩa rằng là anh ủng hộ người ta là vì tài sản. Rồi khúc sau á thì anh lại nói rằng là anh ủng hộ thầy là tại vì anh thanh thản. Anh cần cái sự thanh thản. Này nó không có logic, anh giấu đầu lòi đuôi. Đúng không cô chú anh chị? Bấm cho con lên 2000 like đi, giấu đầu lòi đuôi. Cô chú anh chị thấy đúng cho con xin số 3 đi. Giấu đầu lòi đuôi rõ ràng. Càng nói càng ngu, càng nói càng sai, càng nói càng dở, càng nói càng lồi cái bản chất. Đúng không cô chú anh chị? Nhưng chúng tôi nhìn vào hình ảnh của thầy Thích Minh Tuệ, chúng tôi có thể áp dụng được cuộc sống của chúng tôi vào cái hình ảnh ấy. Ủa thầy Minh Tuệ lên trên live stream là đi sang si với người phụ nữ vậy hả? Hả? Anh Lê Minh, anh trả lời cho em câu coi. Anh làm như vậy là xúc phạm tới những người họ tôn kính thầy, họ đánh anh chết nha. Anh đang làm xấu đi cái hình ảnh của thầy Minh Tuệ đó. Ai mà yêu mến thầy Minh Tuệ á, tôn kính thầy Minh Tuệ á nha, không được ủng hộ con, tẩy chay con đi. Qua tẩy chay Lê Minh nè. Những con người như thế này nè, mở miệng ra một chữ Minh Tuệ, hai chữ Minh Tuệ nè, kêu học được thầy nè, mà đi sân si nè với người không quen biết mình nè, từ như thế này nè, thì thầy Minh Tuệ mới bị chửi là từ những con người như thế này nè. Đúng chưa? Đúng chưa? Thằng Thiếp ơi, giữ điện thoại tư vấn cho mọi người đi. Con không có nghe điện thoại đâu nha cô chú anh chị nha. Không nhận tư vấn nha. Bất kỳ ai gọi điện cho con không có nhận tâm sự. Chỉ có tư vấn sản phẩm thì được. Tại vì thời gian con làm clip, con làm like đã hết rồi. Con còn đúng thời gian để tư vấn sản phẩm để mưu sinh thôi. Tại vì con không cần sự thanh thản. Con chưa cần sự thanh thản nha. Có anh Lê Minh anh cần thanh thản thôi. Con còn mưu sinh, con còn bán hàng. Nên số điện thoại con chỉ nhận tư vấn sản phẩm, không nhận tâm sự nha. Còn mọi tâm sự cô chú anh chị comment trên like nha cô chú anh chị nha. Gọi điện tâm sự con không nghe máy đâu. Cô chú anh chị giúp con xem hết cái video giới thiệu sản phẩm để cho kênh nó có tương tác. Tại vì khi cô chú anh chị thoát ra thì kênh nó cho rằng là cái nội dung không hay. Nên cô chú anh chị mua thì con rất cảm ơn. Còn không mua thì ở lại xem hết video giới thiệu sản phẩm giúp con để cho kênh nó có tương tác. Con xin cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều. Và đầu tiên thì cũng như thường lệ con sẽ xin giới thiệu cho cô chú anh chị, đó là mẫu vòng tròn đơn nha cô chú anh chị nha. Đây là mẫu tròn đơn. Tròn đơn thì dành cho những cô chú anh chị nào thích mang mộc mạc đơn giản và nói chung nhanh gọn thì mang tròn đơn. Nha cô chú anh chị thì nó có 10 ly, 12, 14, 16, 18 tùy vào chiều cao cân nặng. Từ 10 ly là 1 triệu nè, 12 ly là 1 triệu 2, 14 ly 1 triệu 4, 16 ly 1 triệu 6, 18 ly là 2 triệu. Nha cô chú anh chị nha. Thì tùy vào chiều cao cân nặng cô chú anh chị, nếu như không biết mình mang cái size nào cho phù hợp thì cô chú anh chị có thể liên hệ số điện thoại 0772168368. Con sẽ tư vấn cho cô chú anh chị. Và cô chú anh chị đặc biệt nha, không phải ở đây con tư vấn là kích thước cái hạt nó phù hợp với chiều cao cân nặng của mình, chứ không phải là cứ tư vấn cái kích thước cái vòng nha. Tại vì cái vòng bên con lúc nào con cũng cho dư hạt để sau này cô chú anh chị còn làm dự bị nên lúc nào nó cũng rộng hơn bình thường hết. Nên khi cô chú anh chị về á, cô chú anh chị xem coi mình canh cho nó không quá chặt và không quá rộng, đừng có đếm sinh lão bệnh tử gì hết nha, không quá chặt và không quá rộng nha cô chú anh chị nha. Rồi mình tháo bớt hạt ra, rất là đơn giản. Và còn có vòng tròn, vòng đơn thì có thêm cái mẫu chúc nữa, đây gọi là chúc đơn. Dành cho những người nào mà muốn nhìn cái tay nó cá tính hơn một tí thì mang vòng mẫu chúc. Thì có 6 ly, 8, 10, 12, 14, có vòng chúc thô và có những cái mẫu vòng mà không có ở trên live. Thì cô chú anh chị vẫn có thể đặt theo yêu cầu qua hình ảnh hoặc là qua ý tưởng, con đều thực hiện gia công theo yêu cầu. Tại vì con gia công tại cơ sở của con nha cô chú anh chị nha. 6 ly là 1 triệu, 8 ly 1 triệu 2, 10 ly 1 triệu 4, 12 ly 1 triệu 6, 14 ly 1 triệu 8. Và đặc biệt rằng là những cái vòng mà gọi là mẫu hot nhất đó là 108 hạt 6 ly. 108 hạt 6 ly dành cho nữ nha cô chú anh chị nha. Nữ nào tay thon, tay xương, tay nhỏ thì mang 108 hạt 6 ly là đẹp nhất luôn. Đây con mang mẫu cho cô chú anh chị nè. 108 hạt 6 ly là đẹp nhất luôn. Mang vòng trầm á không phải là để cho nó đẹp, không phải để cho nó thơm đâu nha cô chú anh chị. Hai cái đó là coi như là tất nhiên nó phải có rồi. Nhưng mà mang vòng trầm chủ yếu là để hỗ trợ cải thiện cái sức khỏe. Đây cô chú anh chị nè. Đây 108 hạt 6 ly nè, mang vừa rất thời trang, vừa đẹp vừa thơm, nhưng phải mang kỹ nha cô chú anh chị. Mang trầm là phải có tính, mang trầm nha là gọi là trầm tính đó cô chú anh chị. Đây con mang luôn cái mẫu 8 ly cho cô chú anh chị xem. 8 ly là dành cho nữ tay to hoặc là nam.
nữ tay to hoặc là nam thì mang 8 ly, 8 ly là 3 triệu, 6 ly là 6 ly á, đây là 8 ly đúc, 8 ly là hạt nút nha, đây là 8 ly hạt nút, mọi người coi nè, cái hạt nó là hạt nút. Hạt nút nha, 8 ly hạt nút 3 triệu, còn 8 ly hạt tròn đây nè. Nói chung là nam hoặc là nữ tay to thì mang 8 ly là đẹp. Ví dụ như nam á, dù cái tay nhỏ như tay nữ đi nữa cũng phải nên mang 8 ly để cho nó chắc cái tay. Nha cô chú anh chị, nhìn được, ví dụ như tay nhỏ thì mang 5 vòng, tay lớn thì mang 4 vòng, chứ đừng có nên mang 6 ly. Đây, nha cô chú anh chị nha, 108 hạt, 108 hạt 8 ly 3 triệu, 108 hạt 6 ly là 2 triệu. Cô chú anh chị có nhu cầu về nhang, về nụ thì cô chú anh chị có thể liên hệ con. Con có là nhang cao cấp và nụ cao cấp. Nhan tốt và nụ tốt thì con có hai loại để nó phù hợp cho cái công việc, chứ không phải là phù hợp cho kinh tế mà phù hợp cho cái một người sử dụng. Ví dụ đi, nhan cao cấp là 800 ngàn một bó một lạng, như thế này nó khoảng được khoảng 80-90 cây, mỗi ngày cô chú chị đốt một cây thì đốt được khoảng gần 3 tháng. Nhưng mà cô chú chị có nhiều bàn thờ trong nhà thì phải đốt những cái nhan nó không phải là dở mà nó phổ thông hơn một tí, đó là 1 triệu một ký. 1 triệu một ký thì một ký nó gần cả ngàn cây nha cô chú anh chị nha. 1 triệu một ký, nó chất liệu của nó là nhan Khánh Hòa, nhưng nó khác nhau về giá thành, là nó khác nhau về cái công thức về về đậm đặc hay là nhạt bớt đi để cho nó giảm giá thành. Tại vì nếu như để nguyên chất luôn 100% á thì nó đội giá lên rất là cao và người ta không sử dụng được nha cô chú anh chị. Nhưng mà nó có cái hàng loại cao cấp 800 ngàn bó một lạng như thế này, phù hợp cho cô chú anh chị đốt những cái đặc biệt, và còn cô chú anh chị mua thêm 500 ngàn nửa ký hoặc là 1 triệu một ký là tốt của Khánh Hòa. À, đặc biệt của con là Khánh Hòa nha, mùi hương của nó là Khánh Hòa. Dù ví dụ đi, cô chú anh chị có thể bỏ ra 800 ngàn mua một lạng của một cái tỉnh thành nào khác, nếu mà hàng thật nha, ở đây con không nói hàng giả, thì có thể nó thơm hơn rất là nhiều so với nhang của con, cái đó là điều con không có chối cãi. Nhưng mà quan trọng là cái vị hương của nhang của con nó khác hoàn toàn, vì là nó là vị hương Khánh Hòa. Nên bởi vậy khi mà để nó cùng một lạng mà cùng 800 ngàn thì sức tỏa hương của nhang Khánh Hòa không bao giờ bằng các tỉnh thành khác. Tại vì nguyên liệu của các tỉnh thành khác nó rẻ hơn, nên năm ra sức tỏa hương của nó sẽ mạnh hơn với cùng tỷ lệ giá. Cô chú anh chị hiểu điều đó nha. Còn ví dụ như 800 ngàn thì nó là hàng cao cấp rồi. Và hửi hương á, không phải như chúng ta đốt lên chúng ta ngửi cái khói của nó. Đừng có bao giờ ngửi khói của nó. Cứ để cho nó thoảng hương thì chúng ta mới nghe được mùi thơm của nó. Còn khi chúng ta cố tình ngửi hương thì giống như chúng ta xịt nước hoa á, chúng ta chỉ ngửi được vài giây đầu thôi, còn lại vài giây sau chúng ta cái lỗ mũi thích nghi không nghe được nha cô chú anh chị nha. Còn nụ loại tốt á, là một hộp hơn 60 nụ đốt hàng ngày á, là 350k một hộp. Còn nụ cao cấp như thế này là nụ để xong xong tẩy mạnh, xong đầu tháng giữa tháng, xong xong ế, xong này xong kia. Một nụ 100k mua 5 nụ là 500, 1 triệu là 13 nụ, 1 triệu 3 là 19 nụ, mua một hộp là 2 triệu 6 38 nụ. Cái này là để tẩy mạnh những cái ngày đặc biệt, chứ không phải đốt hàng ngày đâu nha cô chú anh chị. Đốt hàng ngày vua chúa không chịu không nổi tiền á cô chú anh chị à. Nè cô chú anh chị yên tâm. Còn với đến với con thì cô chú anh chị yên tâm, cái con soi mặt trầm cho cô chú anh chị xem luôn nè. Đây soi mặt trầm luôn nè. Cô chú chị nhìn trên màn hình nè, nhìn lên cái kính hiển vi của con nè. Đây là cái vòng con đã chưa mang và cái vòng con đã mang nè, cô chú anh chị thấy khác nhau nha. Và đừng bao giờ nghĩ rằng à là nó bị lấm lem nó dơ. Thì đây con kiếm cái chỗ con chứng minh cho cô chú anh chị, không bao giờ có cái chuyện lấm lem được đâu nha cô chú anh chị. Chỗ nào có trầm thì nó mới lên màu đây. Cô chú anh chị nhìn cái hạt chỗ này nè. Mọi người thấy không? Nó không có tinh dầu trầm chỗ đó thì nó sẽ trắng mãi thôi. Đó là cái chỗ sắc trắng không có trầm. Tại vì cái tinh dầu trầm á, nó được ăn tự nhiên khi cái thân cây gió bầu á, nó bị tổn thương thì nó sẽ sinh ra trầm nha cô chú anh chị. Nên năm ra trầm nó là kháng sinh tự nhiên của cây gió bầu, nên nó rất hỗ trợ tốt cho sức khỏe của mình. Mang trầm không phải để đẹp, không phải để thơm. Đặc biệt của nó là về mặt khoa học là hỗ trợ cải thiện cái giấc ngủ mình sâu giấc, cải thiện cái hỗ trợ lưu thông máu trong cơ thể mình, nó làm cho giúp cho cơ thể mình nó khỏe khoắn hơn và nó tốt hơn nha cô chú anh chị. Còn về khía cạnh tâm linh thì có rất nhiều lời đồn, thì cô chú anh chị có thể tìm hiểu trên Google. Còn đặc biệt trên kênh của con là không tư vấn về khía cạnh tâm linh, tại vì tâm linh là mỗi người một trải nghiệm, mỗi người tự tin riêng cho mình. Khi mình tự trải nghiệm mình thấy điều gì mình tự tin, không kể qua miệng, kể qua miệng nó thành mê tín nha cô chú anh chị nha. Và cô chú anh chị liên hệ số điện thoại 0772 168 368. Cô chú anh chị có thể vào trong trang web vuachamkhanhhoa.com.